nè, sau khi mình hái các bạn nè, mình hái một số trái nó còn lại quá trời luôn các bạn đó, mình hái biết xia các bạn, mình hái sợ nó xì cây các bạn đó, nhưng mà nó vẫn còn quá nhiều luôn, nó còn xanh quá giờ sao đó, nè mình hái một rổ nè đó, các bạn thấy không đó, một rổ luôn nhưng mà nó vẫn còn trái quá trời trái luôn này, các bạn thấy không, trái nè, rồi cho các bạn coi cây này nó trái gì mình hái nè, cuốn nó đó, cái cuốn nè, bạn thấy cuốn quá trời cuốn không, nhưng mà vẫn còn trái quá trời trái nè đó, cây mới đem về các bạn đó, cây mới đem cái về ở trên triển lãm mình về á đó, rồi sơ cho các bạn coi, mình hái một mớ trái đó, mớ nè, một rổ nè đó, thấy không, nhưng mà nó vẫn còn quá trời luôn. Do đó mình về mình kinh nghiệm nè các bạn, về hái bớt trái chính, để trái chính là nó xi cái cây luôn đó, cây không mình hái rồi mà giờ nhìn trái vẫn còn quá trời luôn, mình quay lại cho các bạn xem nó trái xanh 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 nó còn rất là nhiều đó, mình cắt bỏ thì uống, mình để cho nó đu đi, mình hái những cái trái thôi đó, trái nè, rồi rồi bạn thấy không, rồi cái cuốn đen các bạn thấy không, mình hái đây nè, mình hái một rổ nè, nó rổ nè, bây giờ thôi làm clip ngắn để gửi các bạn chơi thôi ha, nhìn xem chơi thôi chứ mình không có, rồi nó thúng nha các bạn, đó, các bạn thấy trái không, gần mới thấy nè, nó rất còn rất nhiều, hái cả rổ luôn, những cái cuốn này, cái cuốn của mình hái các bạn đó. Nè, cái cuốn này nó là thấy cuốn không, đó, mình hái dây mà nó còn một dây nữa, các bạn thấy rổ đây. Mình sợ nó yếu cây các bạn, yếu cây, sợ nó yếu cây, nó chết cây, nó xì cây, nó vàng lá, đúng không, mình hái bớt đó. Rồi cái này mình lát mình gieo luôn các bạn, lấy cây con gieo luôn. Rồi, kết thúc clip nha các bạn.